một phần Fatbe Pizza cho cậu bạn một cam. Chúc ngon miệng nha. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Hả? Xin lỗi, ở đây chúng tôi không có sashimi, nhưng nếu cậu thích đồ tươi thì tôi xin phép được giới thiệu cánh tay của cậu bé mít ướt. Buôn bán dạo này khó khăn thật. Alo? Alo, tao vừa mới gặp ma xong đây. À đúng. Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Vintage Game. Sau khi coi intro thì chắc các bạn sẽ tưởng rằng đây là một video có liên quan gì đó đến Final Fantasy. Nhưng thật ra video này chúng ta sẽ cùng phân tích về thần trùng từ game indie kinh dị của nhóm phát triển game Việt Nam Doom Studio. Trò chơi này vừa ra mắt và đã trở thành một hiện tượng khuấy động sự sôi nổi của mảng gaming trong thời gian gần đây. Với phong cách kinh dị mang tình tiết chậm, thần trùng đã tạo nên một bầu không khí Hà Nội quen thuộc, khơi dậy những nỗi sợ tuổi thơ và những câu chuyện ma truyền miệng trong từng con hẻm nhỏ của thành phố. Trò chơi đã phát hành trên Steam với giá là 75.000 Việt Nam đồng, có thời lượng chơi vào khoảng 2-3 tiếng, và nếu bạn là một người hay theo dõi streamer Dũng City trực tiếp game hoặc quan tâm đến sự ra mắt của những tựa game Việt thì đến thời điểm hiện tại chắc chắn bạn đã trải nghiệm trò chơi này. Theo các mô tả thì bối cảnh của những sự kiện giả tưởng trong thần trùng xảy ra vào năm 2022 tại thành phố Hà Nội. Chúng ta sẽ trong vai một sinh viên tên là Đỗ Thế Dũng. Người này thuê một căn phòng trọ tại ngôi nhà số 4 ngách 41 Trần Duy Hưng. Theo các thông tin từ hàng xóm quanh khu vực đó thì ngôi nhà số 4 này bị đồn là có sự xuất hiện của ma quỷ và đã từng có nhiều người trở nên phát điên khi ở trọ tại đây. Nhân vật chính của chúng ta bằng một cách nào đó vẫn tiếp tục quyết định ở trọ trong căn nhà này, và từ đó Dũng bắt đầu nhìn thấy một loạt những hiện tượng lạ, đồng thời rơi vào một câu chuyện đầy drama, hé lộ nhiều manh mối về quá khứ kinh hoàng đã xảy ra cho những người từng sống tại ngôi nhà này. Theo các tài liệu trong trò chơi thì ngôi nhà số 4 từng thuộc về một gia đình gồm 3 người. Người bố tên là Phạm Phủ, người mẹ là Bùi Thị Dung và người con gái là Phạm Mai Linh. Vào ngày 11 tháng 10 năm 1994, một tin tức trên báo An Ninh Hà Nội đưa tin rằng tất cả thành viên trong gia đình nhà ông Phạm Phủ đều đã chết đột ngột một cách bí ẩn. Theo điều tra, cảnh sát vẫn không thể giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả gia đình này. Chỉ biết rằng đây không phải là một vụ án hình sự bình thường, do tài sản của gia đình không bị mất và cũng không có dấu hiệu xô xát nào xảy ra. Vụ án rơi vào ngõ cụt và thi thể của các nạn nhân được trả về cho gia đình để thực hiện tang lễ. Sau sự kiện đó, khu nhà của gia đình ông Vũ cũng bỏ hoang. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2019, trưởng dòng họ là ông Phạm Quang Dũng quyết định đồng ý cho anh Phạm Anh Vĩ thừa kế ngôi nhà của gia đình ông Vũ. Đồng thời, anh Vĩ phải có nghĩa vụ thờ cúng cho gia đình ông Vũ và tuyệt đối không được bán ngôi nhà khi chưa có sự đồng ý của dòng họ. Trong quá trình sinh sống tại ngôi nhà số 4, anh Vĩ dần cảm nhận được ngôi nhà mà anh được thừa kế có sự xuất hiện của những hồn ma. Anh ta ra sức nhờ thầy Pháp về làm lễ cúng để trừ tà, nhưng không cách nào đuổi được những hồn ma này. Và may mắn là vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, anh Vĩ đã bán ngôi nhà cho một nhân vật giấu tên với số tiền đặt cọc là 2 tỷ đồng. Và người này từ đó trở thành chủ nhà. Ông ta cho thuê khu nhà đến tận thời điểm các sự kiện trong trò chơi diễn ra. Và nhân vật giấu tên này cũng là người đàn ông mà Dũng nhìn thấy trong lần đầu anh ta bước vào nhà. Đó là câu chuyện nền tảng của ngôi nhà số 4, cho ta vụ án về cái chết bí ẩn của một gia đình. Do cả 3 thành viên gia đình đều chết cùng một ngày, nên nhiều lời đồn bắt đầu rộ lên rằng gia đình này bị giết bởi thần trùng. Trong các ghi chú, thì thần trùng là một con quỷ thường đội lốt một con chim mỏ đỏ. Con quỷ này thường xuyên đi hành hạ các linh hồn người chết vào ngày giờ trùng, hoặc là bắt người thân của những linh hồn này dẫn đến trùng tan. Trùng tan là hiện tượng mà một người thân trong gia đình chết đột ngột do bệnh hoặc tai nạn, và một thời gian ngắn sau đó thì người thân của người vừa mất lại tiếp tục chết đột ngột. Những người chết sau thường là những người đã gây ra sự oán hận cho người chết trước đó. Trong các ký ức mà ta được thấy, ta biết rằng trước sự kiện năm 1994, gia đình nhà ông Vũ cũng gặp nhiều vấn đề. Ông Vũ là một kỹ sư về hưu, còn bà Dung và ông Vũ sở hữu một cửa hàng bán quần áo tên là Vũ Dung. Nhưng việc kinh doanh của bà Dung dần trở nên khó khăn. Bà ta tìm cách vay vốn ngân hàng để chuyển hướng làm ăn nhưng bị từ chối. Trong đoạn ký ức tại tầng 2, ta nghe thấy giọng của bà Dung nói chuyện với một thanh niên nào đó có tên viết tắt là T.A. Và cái anh T.A. này là con trai của một gia đình giàu có và cũng có cảm tình với Mai Linh, con gái của bà Dung. Bà Dung vay mượn gia đình của T.A. một khoản tiền, đổi lại bà ta sẽ tìm cách để Mai Linh đến với T.A. Nhưng có một vấn đề là Mai Linh lại yêu Long, một nam sinh ưu tú học cùng trường đại học. Long cũng là người đã chỉ cho Mai Linh cách nặng những con tò he. Bà Dung không muốn Mai Linh đến với Long vì nhà của Long nghèo, nên đã liên tục tìm cách ngăn cản. Bà Dung tìm cách tác động với nhà trường khiến cho Long bị đuổi học. Cả trường đều biết nguyên nhân của việc đó là do Mai Linh. Điều đó khiến cho cô gái bị cả trường gièm pha và tẩy chay. Mai Linh trầm cảm sau sự kiện đó.
cậu thanh niên TA đưa cho bà Dung một lọ thuốc chống trầm cảm không rõ nguồn gốc để hằng ngày bắt Mai Linh uống. Ông Vũ thương Mai Linh và không đồng tình với cách làm của bà Dung, nhưng ông ta cũng không thể làm gì do lúc này bà Dung đang là trụ cột của gia đình. Ông Vũ không có tiếng nói và từ đó vợ chồng cũng dần dẫn đến xung đột. Áp lực kinh tế của gia đình khiến bà Dung bắt đầu tin vào mấy điều mê tín, đến nỗi ông Vũ bị mất một ngón tay trong lúc làm việc. Bà Dung cũng giữ ngón tay đó và ngâm trong hũ và để trong nhà nhằm giữ lộc cho gia đình. Trong một tờ giấy mà người bạn Thế Anh gửi cho Dũng, ta biết thêm thông tin là trong sự kiện trùng tang của gia đình ông Vũ năm 1994, ngoài ba người chết là thành viên gia đình, còn một thanh niên khác được tìm thấy treo cổ cùng cô con gái trong phòng. Thanh niên này chính là Long. Long đã hẹn Mai Linh tại phòng để cả hai cùng treo cổ chết. Theo tờ giấy của thầy cúng thì thầy xác định chính Mai Linh là người đã hận cha mẹ và khai tên họ cho thần trùng, dẫn đến trùng tang. Đó là lý do tại sao ta sẽ thấy quan tài của Mai Linh được đặt một phòng riêng. Sau khi hỏa táng, cho cốt của Mai Linh được đặt trong hũ tro và bị phong ấn trên tầng 3 như đã thấy trong True Ending, trong khi bố mẹ của cô thì được chôn tại khu vườn sau nhà. Do cho cốt bị phong ấn nên linh hồn của Mai Linh không thể siêu thoát, khiến cô mắc kẹt vĩnh viễn trong căn nhà này. Bây giờ ta sẽ phân tích đến lý do tại sao mà ông chủ nhà bí ẩn lại muốn thu thập những bộ phận của những người đã chết. Thì trong căn phòng của ông ta sẽ tìm thấy những tài liệu có liên quan đến tâm linh. Ông ta đang tìm cách để tạo ra phương thuốc giải trừ tội lỗi. Chính ông ta là người đã thực hiện nghi thức gọi hồn gia đình nhà ông Vũ. Trong tờ giấy hướng dẫn ta sẽ thấy dòng cảnh báo rằng khi gọi hồn, nếu căn của người gọi hoặc người sống trong khu vực gọi hồn không phù hợp thì có thể sẽ khiến cho linh hồn tức giận. Đó là lý do tại sao khi Dũng lần đầu xuống cầu cứu ông chủ nhà, ông ta rất bất ngờ vì Dũng không bị gì. Ông ta biết rằng Dũng chính là người hợp căn với các linh hồn và ông Vũ. Và lý do khiến Dũng là người phù hợp thì nếu nhìn lại căn cước công dân của Dũng, ta sẽ thấy ngày sinh của ông ta trùng với cái ngày mà cả nhà ông Vũ chết. Đó là ngày 11 tháng 10 năm 1994. Đây cũng là lý do tại sao cô gái ở đầu trò chơi bị hù đến nhập viện, do là cô ta không hợp căn. Ông chủ nhà cho thuê khu nhà này cũng chính là vì ông ta muốn tìm người hợp căn với các linh hồn, để từ đó biến người hợp căn thành công cụ giúp ông ta tìm ra các bộ phận của linh hồn nhà ông Vũ. Nhưng tại sao ông chủ nhà lại phải giải trừ tội lỗi? Thì trong một ngăn tủ tại phòng của ông ta sẽ tìm thấy những lọ thuốc. Loại thuốc này giống với thứ thuốc mà bà Dung đã cho Mai Linh uống để chữa bệnh trầm cảm. Từ đây, ta có thể xác định ông chủ nhà chính là cậu thanh niên nhà giàu TA. TA chính là nguồn gốc tạo nên chuỗi bất hạnh của gia đình nhà ông Vũ. Trong đoạn đầu trò chơi, nếu ta để ý ký hiệu của những tấm bùa dán hai bên ngõ, ta sẽ thấy những lá bùa này rất giống với bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban là một loại bùa có nhiều công dụng. Nếu dùng loại bùa này cho việc xấu, có thể khiến cho nhà bị yểm bùa tán gia bại sản, gia đình ly tán. Nhưng loại bùa này chỉ hiệu nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn. Nói cho mình giả thuyết rằng TA đã lên kế hoạch tiếp cận gia đình nhà Mai Linh từ trước. Hắn đã yểm bùa lên nhà ông Vũ, khiến cho công việc làm ăn của bà Dung ngày một đi xuống. Gia đình càng ngày càng không hòa thuận. Từ đó, TA xuất hiện như một vị cứu tinh nhằm mục đích cuối cùng là cưới cho bằng được Mai Linh. Nhưng hắn không ngờ rằng Mai Linh và Long lại đi tìm cách tự sát, dẫn đến trùng tan cả nhà ông Vũ. TA nhận ra hắn đã mang tội tày trời và từ đó tìm cách giải trừ tội lỗi của mình. Hắn yêu cầu Dũng tìm các nguyên liệu để tạo thuốc giải nghiệp. Loại thuốc này khi uống xong phải nhanh chóng chui vào nơi tối thì thuốc mới ngấm vào người. Đó là lý do ta thấy hắn chui vào trong cái thùng ở trong góc phòng. Trong một tài liệu tại phòng của TA, có thông tin về thần trùng, rằng đôi khi có những trường hợp hai người cùng chết. Thần trùng tra khảo người thứ nhất không được, nhưng người thứ hai lại khai tên tuổi của người thân người thứ nhất nhằm mục đích mượn dao giết người. Thông tin này làm ta nhớ đến Long và Mai Linh. Ta nhận ra rằng không phải Mai Linh là người đã xưng họ tên bố mẹ mình, mà chính là Long. Long là người đã khai tên của ông Vũ và bà Dung cho thần trùng nhằm báo thù cho việc mà họ đã gây ra cho anh và Mai Linh. Một chi tiết nữa trong tài liệu là những linh hồn mượn dao giết người sẽ gây nghiệp, khiến cho các thế hệ sau phải hứng chịu quả báo hoặc chuộc lại lỗi lầm. Chi tiết này dẫn ta đến một manh mối trong lá thư mà mẹ của Dũng gửi cho anh ta, rằng Dũng cũng có một người chú tên là Long, và giỗ của người này cũng rơi vào tháng 10, cùng tháng với ngày xảy ra sự kiện cả nhà ông Vũ chết. Sự trùng hợp này cho mình giả thuyết rằng Dũng chính là cháu ruột của Long. Và điều này cũng giải thích cho việc tại sao một sinh viên nhà có điều kiện như Dũng lại phải chui vào một cái ngôi nhà cũ kỹ này để trọ. Tất cả là do Dũng phải trả nghiệp cho Long vì những gì mà Long đã gây ra với ông Vũ và bà Dung. Cũng vì thế mà trong True Ending, ta thấy Dũng đã tìm cách đưa cho cốt của Mai Linh đến với bố mẹ của cô ta, mục đích là để chuộc lại lỗi lầm và giải nghiệp cho Long. Còn số phận của TA, chuyện gì xảy ra với hắn sau khi mọi chuyện kết thúc? Trong Bad Ending, ta thấy TA bò ra từ cái thùng và tấn công Dũng.
thông tin trong tài liệu cũng cho ta biết rằng những kẻ tội lỗi hoặc nghiệp chướng quá lớn, trong lòng lại không hối cải, thì cho dù có uống thuốc giải nghiệp cũng có khả năng sẽ trở thành ngạ quỷ. Đó là điều đã xảy ra với TA. Hắn không bao giờ có thể giải trừ được những tội lỗi kinh hoàng đã gây ra trong quá khứ. Và đó là các phân tích và giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game kinh dị thần trùng. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.